Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau vụ xả súng xảy ra ở một trường tiểu học của bang Texas, thì mới đây tại Mỹ đã lại xảy ra một vụ nổ súng ở bang Oklahoma khiến cho 8 người thương vong. Theo đó, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội ngoài trời gần với thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma của Mỹ vào sáng ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo giới chức bang Oklahoma, vụ nổ súng xảy ra tại sự kiện thường niên ở địa phương có khoảng 1.500 người tham gia, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Trong 5 tháng qua, hơn 17.000 người tại Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng đạn, trong đó có khoảng 640 trẻ em và thanh thiếu niên. Vấn đề bạo lực súng đạn lại nóng lên tại Mỹ sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại một trường học ở thị trấn Uvalde thuộc bang Texas khiến 19 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đây là vụ xả súng trường học gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại nước Mỹ trong gần một thập kỷ qua.